Từ thành phố Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ miền Bắc Cali. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý khán thính giả và chào Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa quý khán giả, hôm nay là thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta bước qua một năm mới. Có lẽ anh Duyên và chúng tôi cũng như quý khán giả tăng thêm một tuổi, tức là còn trẻ đó, thì chúng ta mong thời gian đi nó nhanh. Nhưng mà tuổi lên già già rồi, xế chiều rồi thì chúng ta lại mong sao thấy thời gian nó đi nhanh quá. Có người là e ngại với thời gian, sao tuổi đời nó chầm chắc, nó sùng sọc, nó đi tới. Thưa luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, nói tới cuối năm đó, thì thường thường người ta muốn điểm lại qua thứ cái thành quả của mình trong một năm đó nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta không điểm lại cái bản thân mình, mà chúng ta điểm lại cái thời gian của Tổng thống Joe Biden nhận cái nhiệm sở, nhận cái chức vụ đó, Tổng thống đó. Tính cho đến ngày hôm nay thì còn 24 ngày nữa, thì ông đúng là một năm, ông nhận cái trách nhiệm là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta xem lại trong cái thời gian đó có những sự kiện gì nó xảy ra mà chúng ta thấy nó là quan trọng về mặt đối nội, về mặt đối ngoại, cũng như là trên trường quốc tế, tất cả những cái sự kiện mà luật sư muốn gửi đến quý khán thính giả của chúng ta để nhắc nhở thư cái diễn biến nó xảy ra ở trong năm vừa qua, nó có những sự kiện gì, và chúng ta chuẩn bị bước qua năm 2022 thì năm mới có nhiều cái sự kiện nó mới hơn, mà nó khả quan hơn, nó lạc quan hơn hay là nó bi quan. Thì bây giờ chúng tôi muốn mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên nói về cái vấn đề gần một năm nhận cái trách nhiệm là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46. Phần thứ hai thì chúng tôi cũng trình bày thêm đó là đối với Đảng Cộng Hòa và đối với cựu Tổng thống Donald Trump, cái sự kiện nó như thế nào, và các cái vụ kiện cũng như là cái vụ điều tra đó nó sẽ đi về đâu. Thì bây giờ xin mời luật sư bắt đầu với cái nhìn của luật sư. Cái sự kiện nào mà cho rằng là nó quan trọng xảy ra? Khi đã nói tổng kết thì chắc là cái khuynh hướng của anh em tụi tôi không nói một hay là không có nói sự kiện nào đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn chung là bên phía bên đối nội, tức là kinh tế, rồi chính trị, rồi y tế, vân vân, những cái chia rẽ, thì cái mức độ giải quyết của chính quyền Biden sẽ như thế nào? Ông ta thừa hưởng cái gì và cái hướng đi của ông ra như sao? Cái đó là đối nội. Đối ngoại thì cũng anh em tôi cũng đi theo cái hướng đó, là khi mà Tổng thống Biden lên ngôi đó thì thừa hưởng một cái thế giới như thế nào, một cái thế giới mà những cái quốc gia mà họ đang cạnh tranh với mình đó, họ nhìn Mỹ như thế nào và đồng minh của mình nhìn nước Mỹ như thế nào. Rồi anh em chúng tôi sẽ đi sâu vào. Sợ rằng là thời lượng cũng không có giờ để mà nói ngoài hai cái vùng lớn đó, cho nên anh em chúng tôi cũng sẽ thảo luận và cũng tùy theo thời gian cho phép. Cho nên trước hết là về ghi nhận trước, Hoàng Bách ghi nhận như thế nào về những dựa trên những cái dữ kiện, những con số đối nội thì cho tới giờ phút này tình hình kinh tế, y tế của nước Mỹ, chính trị như thế nào? Nói về một thời gian vừa qua thì chúng ta biết hai cái sự kiện lớn nhất, đó là Covid-19. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt, nhưng mà không ngờ nó từ biến thể Delta rồi tới Omicron thì nó làm cho nước Mỹ cũng rơi vào cái tình trạng là lo âu, là vì cái số người chích ngừa cho đến ngày hôm nay khoảng trên 60 triệu người cũng chưa chích nữa. Cho nên đây là cái điều mà lo âu, đó là cái điều thứ nhất. Và cái sự kiện mà chúng ta đã gần một năm rồi mà những người đeo đuổi theo thuyết âm mưu thì cứ cho rằng là cuộc bầu cử 2020 là không có chính thức, và nghĩa là Tổng thống Biden không phải là đánh cắp cái cuộc bầu cử. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy có những cái dấu hiệu
của một số người đó đã nhìn thấy cái vấn đề, chưa hầu hết nhưng mà đã nhìn thấy vấn đề. Thì cứ hai sự kiện mà gọi là chúng ta nói là tin giả hay là tin thuyết âm mưu, mà gần đây thì chúng tôi có nói thêm đó là thuyết âm mưu nó không phải đến từ ở những cái thành phần mà bảo thủ cực đoan, mà nó đến từ những cái thành phần của nước ngoài, tức là Nga và Trung Cộng. Bởi vì sao? Chiến trường đó giữa Nga và Trung Cộng không mở ra với Mỹ ở chiến trường, mà mở ra trong nội tình của nước Mỹ, tức là họ tạo cái sự phân hóa chia rẽ. Đó là cái điểm mà họ đã thành công. Vì vậy cho nên những cái tin tạc, tin giả họ luôn luôn họ cung cấp. Người Mỹ đó thì họ vì quá bảo thủ, họ không nắm được vấn đề cho nên họ đưa ra những cái tin giả. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy nó giảm đi. Riêng trong người Việt của chúng ta cũng tán phát, còn một số người rất là ít, chưa ngộ ra, chưa thấy được cái vấn đề cho nên vẫn còn tiếp tục đưa những cái tin giả. Và chúng tôi nói là cái tin giả là một hiện tượng rất là nguy hiểm, chứ không phải là tin giả đó là chúng ta nói thuyết bình thường. Tin giả nó làm cho hoảng loạn các tin tức ở trong nước Mỹ, nó là hoảng loạn trên thế giới, mà không phải ở nước Mỹ đâu, ở chỗ nào cũng có, nhưng mà ở Mỹ là nặng nhất. Họ tạo ra giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mâu thuẫn, họ tạo ra giữa người Mỹ trắng và Mỹ đen, người da màu, tạo ra cái sự hằn học căm phẫn với nhau để chỉ trích lẫn nhau. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng bước qua năm 2022 thì chúng tôi mong rằng quý khán thính giả sẽ theo dõi các cái chương trình của nhiều đài, chứ không phải là chương trình của chúng tôi, chương trình đầu gầy cuối bãi của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, của NVR, của các cái chương trình của người khác rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn một số tin gọi là xuyên tạc bôi nhọ. Họ nhằm mục đích đó là họ chỉ câu view mà họ không đánh giá, là họ coi thường khán thính giả của chúng ta, không đưa tin trung thực. Thì đó là những cái sự kiện chúng tôi nghĩ rằng nó cần thiết. Lát nữa đây thì chúng ta thấy là cái tình hình mà kinh tế đó thì càng ngày càng khả quan. Qua cái sự đánh giá vừa qua, cái sự buôn bán vừa qua thì chúng ta thấy là có nhiều cái tin tức mà mang đến sự lợi ích cho cái vấn đề của kinh tế, thưa luật sư. Vấn đề thì chúng ta thấy cái mua hàng hóa trong online cũng như họ dùng credit card tăng lên tới 8.5, 11 chấm. Có thể nói là tất cả là cái tình hình kinh tế, họ mua sắm áo quần đó họ tăng lên tới 42%. Thì tất cả những cái sự kiện này cho thấy là nước Mỹ đang đi đúng hướng và đang phát triển về mặt nền kinh tế. Ví dụ như là thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục nâng cao. Mặc dù chúng ta nói lạm phát, không phải lạm phát ở riêng quốc gia của Mỹ này, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, cái chuỗi cung ứng đều bị gặp trở ngại hết. Anh Duyên có biết là cái chuyện rất là bình thường, tức là cái banh tennis đó, mà bây giờ có cái tiệm không có là anh Duyên, tức là rất là bình thường. Lý do là cái chuỗi cung ứng có lẽ là các cái loại banh tennis hay là những cái hàng hóa đó là nó sản xuất từ các nước như là ở Trung Quốc hoặc là các nước ở Á Châu mình không biết, nhưng mà trên vô Costco, vô Walmart, vô các cái tiệm thể thao Academy đó là banh tennis không là chuyện nhỏ đó, mà vẫn bị giới hạn khó như vậy. Thành chúng ta vấn đề vì khó, vì cái chuỗi cung ứng không có cho nên vật giá nó leo thang là cái chuyện bình thường xảy ra trên thế giới. Nhưng mà một số người vin vào đó để chỉ trích là tổng thống Biden là hàng hóa không có thế này thế kia, đó là cái chuyện rất là bình thường. Thì nhân cái cơ hội này xin luật sư có thể cho biết, không nói hầu hết, chúng ta nêu lên một số sự kiện mà nó đặc biệt để cho họ thấy là cái lý do nào mà nó gặp khó khăn và cái lý do nào mà cái triển vọng để nhìn nền kinh tế nó đang đi lên, chứ nó không có cận lại như là một số người xuyên tạc, thưa luật sư. Trước hết mình phải nhớ lại là Tổng thống Biden ông thừa hưởng cái gì? Ông thừa hưởng một cái cơn đại dịch mà cái người Tổng thống tiền nhiệm đó chả có làm gì hết, mà lại còn nói rằng là cái cơn đại dịch là nó giả, đủ thứ chuyện mình không cần phải lặp lại trong năm qua thì mình biết rồi. Thì thừa hưởng một cái chính sách về y tế nó tồi tệ như vậy, rồi thừa hưởng, và vì cái chính sách tồi tệ như thế đó nó lôi tới cái chuyện mà công ăn việc làm. Thực sự ra vào cái thời của 45 mà còn làm tổng thống đó
Nếu mà cái năm 2020 mà chúng ta có những cái biện pháp sớm về về để mà ngăn chờ chặn cái lây lan của COVID-19 đó, nó sẽ ảnh hưởng, cái kinh tế vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái mức mà chúng ta thấy vào cái khoảng mà cuối năm của năm 2020 đó, là nó tồi tệ đến một cái mức khủng khiếp. Và khi mà ông Biden ông vào ông tiếp nhiệm đó, thì là yes, bắt đầu khi các hãng thuốc họ bắt đầu họ 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 làm ra thuốc rồi, nhưng mà làm ra thuốc là một lẽ, tới chừng gọi là làm sao để mà những cái mũi thuốc đó được chuyển tới từng địa phương đi để mà tiêm chủng vào hàng trăm triệu người Mỹ đó, thời 45 hoàn toàn không có cái plan đó. Mà vì không có cái plan đó cho nên khi mà ông tổng thống Biden ông lên cầm quyền đó, thì cái nội các của ông đó là lập ra cái hệ thống như thế nào để mà thuốc được chuyển tải tới toàn nước Mỹ và vận động để mà tiêm chủng, trong khi mà ông tổng thống Biden vận động để mà người ta đi tiêm chủng đó, thì cái đám mà phò 45 nó lại vận động ngược lại, nó lại đưa ra đủ thứ những cái tin ma mị về cái thuốc. Thành ra nó làm nó, một bên thì ráng thúc đẩy, còn một bên khác thì cứ ráng chặn lại phá. Cho tới giờ phút này lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện thì cái đám đó nó cũng tiếp tục nó phá, mặc dù là 45 đã trở giọng rồi, 45 mới nói là đi chích ngừa đi, thì tụi nó bu liền tại chỗ. Thì đó là về y tế. Về kinh tế thì như là Hoàng Bách hồi nãy chia sẻ đó, nếu mà mình nhìn cái kinh tế thì nó đang gặp khó khăn toàn cầu. Nó gặp khó khăn toàn cầu là bởi vì chính cái bệnh dịch này nè, nó disrupt, nó làm mà nó phá vỡ cái nguồn cung ứng đó, cái supply chain of supply đó, cái supply chain nó bị disrupt. Mà cho nên chính vì như vậy mà mọi thứ, cái mà hồi nãy Hoàng Bách đưa cái thí dụ về cái trái banh đánh tennis á, mà vẫn còn thiếu nữa, thành ra thiếu đủ mọi mặt. Nói là vật giá gia tăng thì cả thế giới vật giá đều gia tăng hết, cho nên cái lạm phát, cái vật giá gia tăng này không phải là do cái tiền mà mình xài quá nhiều mình lạm phát, không phải. Cái vật giá gia tăng chính là vì cái nhu cầu đó, cái mức cầu thì tăng mà mức cung thì thiếu. Ngay bây giờ mà ngay cả trong cái bối cảnh mà mức cầu mà tăng, mức cung thiếu như vậy đó, Hoàng Bách hồi nãy cũng có đưa chia sẻ đó, là bây giờ người ta mua online nó cũng gia tăng, biết là mình đi tới tiệm mua không được mà người ta mua online gia tăng. Mà đã mua online đó thì trả toàn là bằng credit card. Tại vậy mà credit card, cái số mà xài credit card nó tự động nó tăng lên. Nói chung thì chúng ta đang nhìn một cái bối cảnh, nó nếu mà hỏi rằng là cái bức tranh của nước Mỹ ngày hôm nay như thế nào, thì đó là nó có một gần như là một cái bức tranh nó tương đối, nó hơi hỗn loạn một chút xíu, nó phức tạp một chút xíu, nó có màu 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 tươi sáng lẫn cái màu tối. Mà nhưng mà nói gì thì nói, mình nhìn vào bức tranh đó mình biết nó có màu sắc, nó có hơi hỗn loạn đó, nhưng mà cái màu tươi sáng rõ ràng là nó đang lấn cái màu đen tối. Cái cách bỏ màu đó mình nhìn là mình biết. Cho nên kinh tế trong tương lai, rồi cái từ kinh tế, từ y tế, cái mà tôi vẫn còn đang băn khoăn đó là vấn đề chính trị. Cho tới giờ phút này chúng ta biết rằng là cái mà cái cốt lõi, cái điều mà khiến cho nước Mỹ là nước Mỹ lãnh đạo thế giới, nước Mỹ được thế giới kính trọng đó, cái điều đó là nhờ chúng ta có một cái bản hiến pháp và một hệ thống luật pháp mà cả thế giới nhìn vào. Trước khi cái thời của 45 đó, là người ta nhìn vào nước Mỹ thì cái hiến pháp của mình nó rõ ràng, nó dứt khoát, cái hệ thống công lý của mình rõ ràng dứt khoát. Trong cái thời 45 đó thì Bộ Tư pháp trở thành công cụ của bên Tòa Bạch Ốc. Rồi ngoài ra, từ
tất cả những viên chức của nội các thời 45 đó đa số là những tay tội phạm làm càn. Ngay bây giờ chưa có một cái nội các nào mà những nhân viên, cũng là nhiều nhân viên trong một nội các mà bị tội hình sự tới cái mức đó. Mình thấy tới chừng mà chuyển qua ông Biden, chúng ta nói rằng là yes, mình cũng kiên nhẫn với ông. Nhưng mà bây giờ là hơn 11 tháng rồi, sắp sửa chỉ còn vài ngày nữa là tới cái một năm của cái ngày bạo loạn rồi, thì cái tư pháp dưới chính quyền Biden đó, nếu mà giả sử không đổi hướng đó, thì tôi phải nói thẳng luôn, đó là fail, là thất bại. Thành công rất là nhiều mặt, mà chỉ cần thất bại trong cái ngành tư pháp, trong chính trị đó, là coi như là cái nội các của Joe Biden đi vào lịch sử như là một nội các thất bại. Bây giờ mình hãy nhìn nè. Có một cái thời nào mà những tay đã từng phạm tội, bây giờ tiếp tục phạm tội. Ngay bây giờ như là Hoàng Bách mới vừa nói, người ta vẫn oan, người ta đi, người ta nói cuộc bầu cử vừa rồi là gian lận, là ăn cắp. Tiếp tục người ta nói như vậy. Mà ông Merrick Garland thì tiếp tục im lặng, tiếp tục làm ra cái điều giống như mình là quân tử tàu. Đó là cái cà chớn của ông Merrick Garland. Và cái cà chớn của ông Merrick Garland mà Biden tiếp tục im lặng để cho Merrick Garland làm, thì cái đó là cái thất bại của Merrick Garland. Cho nên tôi nói trong năm 2022 này, đầu năm 2022 này, mình thấy nó im lìm như vậy đó. Nó cho thấy là gì? Lòng dân hướng về đảng Dân Chủ. Khi đảng Dân Chủ có cái power trong tay đó, thì chỉ một vài nhân vật chủ chốt thôi, họ không làm cái việc của họ. Trong đó có Merrick Garland, và trong đó có sự im lặng của Tổng thống Biden. Một cái sự im lặng rất là khó hiểu đó đó. Và tôi tiên đoán ngay, tôi nói nếu mà giả sử công lý mà không được thực hiện, người dân sẽ mất niềm tin. Mà người dân sẽ mất niềm tin có nghĩa là người ta nhìn vào, người ta nói là Dân Chủ chả có làm cái gì ra trò đó, giao quyền cho mấy ông rồi, bây giờ cái đám tội phạm nó vẫn đi ngang đi dọc. Và cái đó nó sẽ dẫn tới năm 2022 sẽ thất bại. Và đó là cái trong cái bức tranh mà tôi nói hồi nãy tới bây giờ đó, những cái màu sắc nó có những màu sáng mà nó có những màu tối. Bây giờ thì tôi biết là cái màu sáng, nếu mà mình chỉ nhìn vào những cái góc tốt đẹp thì nhiều cái điều tốt đẹp. Nhưng mà chỉ riêng một cái mảng tối đó, nó không có chiếm nhiều trên cái khung hình. Nhưng mà nó đang ngạt như là cái dạng mà Merrick Garland đang làm. Thì nó sẽ làm hỏng cái uy tín của đảng Dân Chủ. Và thực tình mà nói, đối với tôi Dân Chủ hay là Cộng Hòa, đối với tôi chả có care. Tôi care cái đảng nào mà có cái khả năng cai trị, có cái khả năng đem lại niềm tin cho dân chúng. Bây giờ mà cái chính quyền Biden có thành công 10 điều đi nữa mà Donald Trump và bè lũ không có trả lời trước công lý, thì cái chính quyền của Biden theo tôi là thất bại. Merrick Garland phải trả lời trước cái việc mà im lặng của ông, và ông Biden sẽ trả lời trước cái lỗi của ông là tiếp tục giữ Merrick Garland ngồi ở một cái vị trí quan trọng như thế. Và quay trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, luật sư vừa nêu lên đó là kinh tế và chính trị đó là cái kiềng hai chân. Nó đi liền với nhau cũng giống như đồng tiền mà có hai mặt. Tức là kinh tế mà phát triển đó, thì chính trị phải ổn định. Và ngược lại, còn nếu chính trị bây giờ là tạm thời, có thể nói nước Mỹ về mặt chính trị không có ổn định. Không ổn định là tại sao? Cái sự phân hóa nó nhiều quá. Và khác với những năm trước đó, khác với các cái thập niên trước, là vì bây giờ cái mạng xã hội nó quá nhiều. Và từ Facebook, từ các cái Twitter hay là các cái trên diễn đàn YouTube, họ đều đưa ra quá nhiều. Và người dân đó thì không có bình tĩnh để mà nhìn vấn đề, hoặc là họ không bận rộn quá, họ không có thời gian để theo dõi. Cho nên khi mà đưa cái tin gì đó đó, họ tin vào cái tin đó. Thành cái điều này nó là con dao hai lưỡi cũng rất là nguy hiểm. Cho nên nó là kinh tế đó, thì chúng tôi vừa nêu lên đó, với cái thời gian mà vừa qua đó, bán lẻ cũng như là tất cả những cái sự giao dịch ở trên thị trường đó, hàng hóa đó, thì cho thấy là người dân họ có tiền,
họ mới đi xài mua sắm. Hàng trên online tăng tới 11%, áo quần tăng 47%, vân vân và vân vân. Chúng tôi nêu lên cái điểm này để nói là cái tình trạng kinh tế nó là lạc quan, thị trường chứng khoán tiếp tục leo lên, nhưng mà về mặt chính trị như luật sư nói đó, nó không được ổn định. Cho nên họ vin vào chính trị được tuyên truyền đó, làm cho cái niềm tin của người dân cử tri họ không được ổn định, và đó là cái yếu tố nó quan trọng. Nhưng mà lát nữa đây thì mình sẽ nói thêm là đó dưới cái thời của ông Biden, nhưng mà tại sao chính trị nó không ổn định, nó không đưa ra những cái tin mà gọi là tốt đẹp, vì cái sự phân hóa nó quá nặng nề. Và lát nữa mình sẽ nói cái sự phân hóa nó đến từ đâu, tức là đến từ Đảng Cộng Hòa, những cái người dân biểu và nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, một số mình không dám nói hết, họ là những người đi theo Trump cho nên đưa ra những cái thuyết âm mưu xuyên tạc. Còn luật sư nói tới cái thời kỳ cái nội các của ông Donald Trump đó là những người đã tham gia thì những người đã tội phạm. Tại sao? Chúng tôi xin cử ân cử rất là dễ, như ông Steve Bannon là từng là cố vấn cao cấp của ông Trump cũng bị tội hình sự. Michael Flynn, Roger Stone, hầu hết những người mà nói chung là đều bị bây giờ bị truy tố rất là nhiều trong cái vụ ngày 6 tháng 1, rồi lát nữa đây mình sẽ trình bày. Nhưng mà để trở lại vấn đề, đó là cái vấn đề đấu nội. Cho nên bây giờ hỏi cái câu hỏi với luật sư, muốn cái vấn đề đấu nội để cho người dân có cùng đồng thuận để nhìn về một vấn đề, thì cái điều nào phải ổn định trước nhất? Hồi nãy khi mà Hoàng Bách nói rằng là cái sự phân hóa nặng nề đó, mình phải nhìn cho mình phải có một cái góc nhìn khác. Tôi đề nghị thôi, thực sự có thời nào mà không phân hóa không? Chứ từ cái thời lập quốc cho tới bây giờ chỉ có mấy trăm năm thôi, chúng ta đã chứng kiến những cái thời phân hóa, như là cái thời năm 1861 khi mà Mỹ có nội chiến đó, nó phân hóa tới cái mức độ mà để giữ cho cái United States of America đó, là cho cái mấy chục tiểu bang này nó vẫn còn là nước Mỹ đó, tổng thống Abraham Lincoln không có một cái chọn lựa nào khác là phải phát động cái cuộc chiến tranh để mà gọi là dẹp bỏ, để mà xóa cái nô lệ, xóa cái sự phân hóa vào lúc đó. Rồi cái sự phân hóa nó mới tiếp tục sau năm 1865, có nghĩa là sau cái cuộc nội chiến, thì chúng ta biết là cái đám lúc đó là cái đám dân chủ. Đám dân chủ họ luôn luôn họ là, nào là tổ, những cái tổ chức như là KKK, những cái tổ chức mà gọi là để mà giành cái quyền cho họ đó, họ tiếp tục họ tạo ra những cái sự đàn áp đó. Cho nên người da màu, mà nhất rõ nét nhất là người da đen, không được đi bầu cử, không được tham gia vào chính trị, không được tham gia vào giáo dục. Và những cái phân hóa đó nó tiếp tục, nó liên tục tới cái thời mà chúng ta lớn lên. Martin Luther King bị bắn chết, rồi Malcolm X bị bắn chết. Chúng ta thấy nó, và cho nên cái phân hóa của nước Mỹ nó từ từ nó vẫn tiếp tục, không có bài. Nhưng mà yes, cái phân hóa nó có nặng nề. Cái một lần nữa mà tôi muốn nói đó là cái administration of justice. Chính vào cái thời của Abraham Lincoln đó, cái yes, nó đau đớn lắm, nhưng mà cái công lý nó được thể hiện, thành ra nước Mỹ mình mới còn gọi là đứng lại với nhau, vẫn còn là cái liên bang Hoa Kỳ. Ngay bây giờ chúng ta đang thấy là cái sự phân hóa thì nó vẫn vậy, so với cái thời của tay Joe McCarthy, cái tay nghị sĩ mà là điên cuồng đó, cái thời đó phân hóa còn ghê gớm hơn bây giờ nữa. Còn ngay bây giờ cái sự phân hóa nó vẫn như vậy, chỉ có một cái điều là Merrick Garland bất lực, cái điều là Joe Biden tiếp tục dung túng cho Merrick Garland. Cái đó là cái nỗi lo của chúng ta. Còn bây giờ trở lại đối ngoại, mình khép cái đối nội lại, mình nói chuyện đối ngoại theo cái hướng của Hoàng Bách. Chúng ta nên nhớ là về mặt đối ngoại thì nước Mỹ, cái thời của ông Tổng thống Biden cho tới giờ phút này thành công, mà tôi phải nói là thành công lớn lắm. Cái đây nè, chúng ta nhớ là
khi mà Biden, khi mà cái thời 45 đó là Trung Quốc rất là sách mé, rất là ngang ngược. Mặc dù là Trung Quốc sách mé ngang ngược đi nữa đó, Donald Trump tiếp tục khen. Donald Trump nói gì? Donald Trump nói là Tập Cận Bình xử dân Uyghur đó là tốt. Điểm thứ hai là cái chính sách đối với Hồng Kông là đúng. Cái đó là cái chuyện mà lúc mà 45 còn nhảy bàn độc, mãi cho tới bây giờ 45 vẫn còn tiếp tục nói, mới tuần trước thôi, 45 khi được mà phỏng vấn trên đài Fox đó, thì lại tiếp tục ca tụng Tập Cận Bình đến mức độ mà cái bà phỏng vấn, bà phải nói là hey, she is a killer. Mà cái đó là trên đài Fox đó, mà Donald Trump vẫn tiếp tục như vậy. Thì thôi Donald Trump, dẹp qua một bên đi. Hãy nhìn, ngay bây giờ chúng ta thấy là Tập Cận Bình đang bị dồn vào một cái thế. Tôi nhớ là cái ngày 20 tháng Giêng, khi mà Biden lên làm tổng thống, sau đó thì một thời gian ngắn sau thôi, thì ở Alaska đó, ông ngoại trưởng của chúng ta là Tony Blinken đến nói chuyện ở tại, đến nói chuyện với phái bộ của Trung Quốc ở bên Alaska. Thì trong cái buổi nói chuyện đó, ngoại trưởng của Trung Quốc cứ nói rằng là mấy ông không có đại diện ai cả. Thì ông Tony Blinken ông chỉ nói là tụi tôi đâu có đại diện ai đâu, nhưng mà phải nói là có hơn cả trăm nước góp giọng với chúng tôi. Chúng tôi không có cần phải đại diện gì đó, nhưng mà cả trăm nước đứng về phía chúng tôi. Và cái hướng đó, đó nó đã tiếp tục trong suốt một năm qua, trong suốt 11 tháng qua đó. Nếu mà chúng ta để ý là về ở phía Biển Đông đó, bây giờ không phải là một mình Mỹ đối trọng với Trung Quốc nữa, mà là trong đó bên Á Châu thì mình có Ấn Độ, có Nhật Bản, có Nam Hàn, có dĩ nhiên Đài Loan là đứng về phía Mỹ rồi, và các nước khác. Việt Nam thì vì cái thế đi dây cho nên Việt Nam có vẻ bây giờ không có rõ như thế nào, nhưng mà tất cả các cái chuỗi mà đoàn kết với nhau để mà chống lại cái sự gọi là hung hăng vô lý của Tập Cận Bình đó, là ở bên Biển Đông là nó rõ nét rồi. Bây giờ mình quay qua bên Nga. Cái thời của 45, cái thời mà 45 còn nhảy bàn độc đó, đừng có hòng mà nói động chạm tới nước Nga, đừng có hòng mà nói động chạm tới Putin. Đó là thời của 45. Một ông gọi là như là tướng McMaster hay là ông Rex Tillerson, một ông ngoại trưởng và một ông cố vấn an ninh quốc gia, mới vừa lên tiếng về cái vụ mà Putin ám sát người ở bên Anh đó, là cả hai ông ngày hôm sau thôi là băng chức liền tức khắc. Chúng ta thấy một cái nền ngoại giao mà nó bốc đồng như thế. Bây giờ tôi vẫn thường nói mà Putin chính là Donald Trump là một cái thứ Putin sucker, nghĩa là chỉ có biết sức Putin thôi. Bây giờ mình nhìn cái cách mà Putin nói chuyện với lại ông Biden, tại vì Putin không phải nó chỉ nói chuyện với Biden, bên cạnh ông Biden đó là có cả NATO, có cả một cái hệ thống các nước bên Âu Châu nữa. Cho nên cái vấn đề Ukraine vào lúc này nè, Putin bị dồn tới đường cùng, tới mức độ là muốn cho thế giới thấy được cái quyền lực của mình đó. Cái hồi mà còn chó mà còn nhảy bằng độc đó, thì Putin đâu có cần làm cái chuyện đó. Putin chỉ cần trừng mắt thôi là nhảy bằng độc nó nhào tới nó sất rồi. Thành ra Putin gần như là ngự trị cái thế giới này một cách ngon lành, cái thế giới phương Tây đó là ngự trị một cách ngon lành. Bây giờ thì khác. Bây giờ Putin vừa lên tiếng một cái là NATO... Chúng ta phải nói là khi mà Mỹ cất tiếng đó, thì NATO đi đứng về phía chúng ta, từ những cái chuyện mà tập trận ở Biển Đen, rồi những cái việc mà bây giờ NATO họ ngang nhiên họ nói rằng là họ về mặt luật pháp, về mặt công pháp quốc tế đó thì nó chưa có hình thành thôi. Nhưng mà cái hướng là Putin nói rằng là đe dọa là NATO đừng có biến Ukraine thành một member, một thành viên đó. Điều đó nó cho thấy rằng là
có một cái gì ở đằng sau hậu trường mà cái tình báo chính trị của Putin biết rằng NATO họ đang chuẩn bị cái điều đó, cho nên bây giờ Putin lại nói lên một cái rõ ràng lắm là chúng tôi có một cái lằn ranh đỏ. Cái lằn ranh đỏ đó là Ukraine mà gia nhập NATO là chúng tôi chơi. Putin nói như thế. Điểm thứ hai, yêu cầu Mỹ ngăn chặn cái chuyện Ukraine vào NATO. Điểm thứ ba là yêu cầu Mỹ đó đừng có bố trí những cái lực lượng của đồng minh ở trên các nước Đông Âu, ở trên các nước Đông Âu và các nước Trung Âu đó, phải bố được không, đừng có bố trí lực lượng theo cái kiểu mà gọi là bảo vệ an ninh của mấy nước đó, bởi vì nếu mà bảo vệ an ninh của mấy nước đó là một hình thức đe dọa nước Nga. Chúng ta nghe cái giọng điệu của Putin, chúng ta nghe giọng điệu của Tập Cận Bình, rồi chúng ta lại thấy một điều nữa là bây giờ Putin nhìn qua, nó ngày xưa nhìn qua thì có nước Mỹ, có cái thằng đàn em Donald Trump, bây giờ không còn nữa. Tập Cận Bình không còn một cái loại đồng minh ngầm, không có còn cái người mà ca tụng mình nữa mà. Thì bây giờ mình thấy Putin và Tập Cận Bình họ đang gọi là tìm cách họ tiếp cận với nhau để mà họ đối trọng với Mỹ và cả một cái thế giới tự do. Nói như thế, về mặt đối ngoại là America is back. Chúng ta đã quay trở lại, chúng ta quay trở lại mà quay trở lại ở cái vị trí lãnh đạo Mỹ dưới cái thời của Biden, cho thấy rằng là khi mà tôi nói chuyện với đồng minh của tôi đó, là tôi nói một cách rất là kính trọng. Tôi không phải là đàn anh, tôi không có ngon làm gì hết đó, nhưng mà rõ ràng cái leadership, cái vai trò lãnh đạo của tôi đó là không phải là do Mỹ áp đặt nữa, mà do đồng minh đồng ý với nhau chọn cái vai trò lãnh đạo đó cho Mỹ. Chúng tôi không cần là đàn anh, nhưng mà mọi người muốn tôi lãnh đạo, cái thế đó mới là cái thế đẹp của Hoa Kỳ bây giờ. Quay trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, chúng tôi cũng đồng ý với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đó, là cái thế trận bây giờ đó nó có đội hình. Nếu mà quý vị nhìn kỹ cái đội hình đó cái đội hình không phải đơn phương của Mỹ nữa, mà làm cái gì phải có đồng minh. Cái sự hiện diện của đồng minh nó cho thấy là cái sức mạnh của cái thế lực của dân chủ. Và trong cái hội nghị mà chúng ta đã thượng định vì dân chủ đó, thì Tổng thống Joe Biden nó vạch một cái lằn ranh, một bên là thế giới tự do dân chủ và một bên là các chế độ chuyên chính. Để mình thấy sau khi mà trong đầu tháng 12 thì chúng ta thấy sau khi mà ông gặp ông Putin, nói chuyện với Putin đó, thì sau đó ông thảo luận với các đồng minh của NATO, ông thảo luận rất là kỹ về các cái vấn đề này và ông nói về vấn đề Ukraine. Putin nêu lên cái vấn đề là Mỹ không nên cho Ukraine vào ở trong NATO, thì ông nói ngay cái quyền đó là quyền của các cái nước đó, quyền của nước Ukraine. Chúng tôi là thế giới tự do, nhưng mà chúng tôi không có cái quyền mà biểu anh vào cái NATO hoặc là không cho vào NATO hoặc là cho hoặc là không cho. Cái quyền nó không cho, nó để nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái đội hình đó nó có đồng đội với nhau, có nhịp nhàng với nhau, có tương ứng với nhau. Đó chúng ta nói về ở mặt trận ở bên nhà Ukraine, nói về Nga thì bây giờ có cái sự liên quan. Chúng ta biết là ngày 10 tháng 1 sắp tới này đó là có hội nghị cấp cao mà chúng ta chưa biết ở Geneva giữa Nga và các phái bộ của Mỹ. Và sau đó thì Mỹ cũng yêu cầu là không phải là nếu mà thảo luận về vấn đề Ukraine là phải có Ukraine trong đó, thảo luận với NATO là phải có NATO, để cho thấy là cái đội hình. Và chúng tôi nói đội hình đó, nó rất là quan trọng, nhịp nhàng với nhau. Mình trở lại vấn đề của Trung Cộng. Quý vị thấy là Trung Cộng hung hăng ở Biển Đông, hung hăng ở Đài Loan. Nhưng mà qua những tháng vừa qua, đó, trong các cái chuyến đi của các cái giới chức cao cấp của Hoa Kỳ, đến Lâm Dương đó, đến nỗi là một vị lãnh đạo mà của Lâm Dương đó, cựu ngoại trưởng đó, ông cho rằng là, ông đó tên là ông Le Pen, ông nói là tôi cho rằng là chính quyền của Biden lần này đã thành công ở Đông Nam Á. Họ đang giành lại cái chỗ đứng mà để bù đắp vào những cái khoảng trống trước đây. Thì để cho thấy là sự thành công. Và quý vị thấy là trước đây đó, không bao giờ có cái phái bộ ngoại giao chính thức của chính phủ ở Hoa Kỳ mà đi tới thăm Đài Loan.
và cũng không có bao giờ có giới chức chính thức của EU, tức là ở ở ở các nước ở Âu Châu, mà đi thăm hai lần ở Đài Loan. Điều đó nó cho thấy gì? Nó có sự tuần hành, nó có đội hình rõ ràng. Âu Châu đi thăm thì Mỹ đi thăm hai lần, hai phái bộ nghị sĩ về của Đảng Cộng hòa và Dân chủ, để cho thấy cái sự nhịp nhàng. Và bây giờ đó, cái sự lên tiếng của Trung Cộng nó không còn mà bạo hành như là trước đây, cái lối nói chuyện sắc sắc sược đó, nó giảm đi rất là nhiều, để cho thấy là sau khi ngày 19 tháng 1 này đó, sắp tới đây đó, là có 10 nước ở Đông Nam Á sẽ đến Washington có tham dự với thượng đỉnh giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á. Thì những cái thế cờ đó bây giờ càng ngày nó càng đi rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta biết ở Nhật đó, họ cũng đồng ý là cho Mỹ đóng quân thủy quân lục chiến ở nơi đây, đã có rồi, nhưng mà họ tăng cường thêm một cái địa điểm, một hòn đảo nữa, để cho thấy là những cái thế trận nó sắp xếp ra để tấn công lại Trung Cộng. Cũng như là chúng ta thấy là thủ tướng của Nhật, ông tuyên bố là nếu mà Trung Cộng đụng tới Đài Loan là đụng tới lãnh thổ của Nhật Bản. Và Nhật Bản cũng như là Hoa Kỳ, họ đã đưa ra những cái giả tưởng để cho rằng là khi Trung Cộng mà tấn công Đài Loan thì cái thế trận của họ ra sao. Mấy ngày hôm nay họ cũng tập trận cái đó, để chúng ta thấy là cái đội hình không phải đơn phương. Một quốc gia như là Hoa Kỳ, nó tôi là siêu cường, ở đâu mình cũng đánh trên toàn thế giới, cái điều đó nó không có. Mà rõ ràng là dưới chính quyền của Joe Biden, họ tập trung cái đội hình nó với đồng minh, họ liên đới với nhau, nó nhịp nhàng với nhau. Thì không biết là cái nhìn của luật sư qua cái thế trận của Mỹ dưới thời của Biden, thì luật sư có nhận định gì? Thực sự ra là cái gói ghém của Hoàng Bách là mình có thể mình có một cái bức tranh tổng thể rồi đó. Cho nên vào năm 2022, cái chuyện kế tiếp vẫn sẽ là liệu Nga có dám làm một cái hành động, một cái tính toán mà gọi là miscalculation, tính toán sai lầm hay không. Cái đó mình sẽ chờ xem. Là tại vì chúng ta phải hiểu rằng là ngay bây giờ đó, Putin đang ngồi ở trên lửa. Nếu mà nói về cái đối nội của nước Nga đó, những cái nhóm mà ủng hộ cái phía chống đối Putin ngay bây giờ, họ vẫn còn, mặc dù là cái thủ lãnh của họ là ông Navalny vẫn còn ở trong tù, nhưng mà rõ ràng họ không có cho thấy một cái dấu hiệu nào là họ chấp nhận cái sự lãnh đạo của Putin hết. Cái đó mới là cái vấn đề. Còn thành ra chính vì cái vấn đề đối nội không ổn đó, Putin muốn gọi là lấy, nghĩa là làm một cái chiến thắng nào đó đối ngoại để giữ, để mà gọi là thuyết phục người dân Nga cái leadership của Putin là cần thiết cho nước Nga. Mà mình không hiểu rằng cái tính toán đó là Putin đi tới chừng nào, nhưng mà mình biết rõ ràng bất kỳ một cái tính toán sai lầm nào của Putin, mà với cái thế của Mỹ và đồng minh bây giờ đó, là nước Nga coi như là không thể nào thành công được. Yes, mình sẽ có những cái cuộc chiến tranh, rồi nữa là những cái tàn phá, những cái chết chóc nó sẽ kinh khiếp. Nhưng mà cứ nhìn lại đi, cái thời mà Đức, Ý và Nhật của Thế chiến thứ hai, lúc đó đó là, nếu mà nói về cái thế mà chiến tranh, cái vũ khí chiến tranh, phương tiện chiến tranh đó, là cái phe trục Đức, Ý, Nhật mạnh hơn cái phe đồng minh nhiều. Mà kết quả đó cho Nhật, cho Đức, cho Ý đó, cái kết quả nó như thế nào chúng ta đã thấy rồi. Chỉ cần nhìn lại lịch sử một chút thôi đó, là Putin không bao cho kẹo đi nữa, cũng không dám khai gọi là phát pháo một cái cuộc chiến tranh nữa. Bởi vì ngay bây giờ nếu mà nói về cái gọi là những cái vũ khí, những phương tiện chiến tranh của Mỹ thôi đó đã trấn áp nước Nga rồi, đừng nói chi của đồng minh. Rồi mình nhìn qua bên Tàu cũng vậy thôi à. Hai, bây giờ Tập Cận Bình và Putin đó không phải là đại diện của Trung Quốc. Yes, đang ngồi vào cái, như là Tập Cận Bình chẳng hạn, đang ngồi vào cái ghế tổng bí thư. Nhưng mà hỏi rằng là liệu cái Đảng Cộng sản Trung Quốc có phải là một cái phiến đá thuần nhất hay không? Câu trả lời là no.
ngay bây giờ những cái phía chống đối người ta không lên tiếng chỉ vì người ta đang ở cái thế yếu thôi. Tập Cận Bình mà làm một cái động tác nào đó mà miscalculate, mà tính sai lầm, mà đẩy Trung Cộng vào cái cuộc chiến tranh với Mỹ và đồng minh đó, là Tập Cận Bình cũng xong luôn. Cho nên ngay bây giờ chúng ta mời gọi nhau, mà chúng ta đặt, nếu mà mình là Putin hoặc là mình là Tập Cận Bình, mình có dám khai hỏa cuộc chiến tranh hay không? Cái đó là một cái tính toán. Và nếu mà tôi quan sát những cái tình hình thế giới trong những năm gần đây đó, tôi nói nếu mà Putin và Tập Cận Bình mà khai hỏa bất kỳ một cuộc chiến tranh nào đó, thì một bên là hai nước đó, một bên là Mỹ và đồng minh đó, thì tôi nói cái chuyện mà Tập Cận Bình và Putin làm đó cũng chỉ là tự sát về mặt chính trị. Nó cũng tương tự như là Hitler, Mussolini với lại Thiên Hoàng của Nhật vào Thế chiến thứ hai. Quay trở lại. Dạ vâng, bây giờ thì mình quay qua quốc nội. Những cái đó là những cái thành quả mà chúng ta thấy đối ngoại trên trường quốc tế đó. Mỹ đã trở lại và Mỹ đã đóng một vai trò chủ lực, không những đơn phương một quốc gia của Hoa Kỳ, mà chúng ta có một cái đội hình nó nhịp nhàng với nhau, tương ứng với nhau, đó là đồng minh của Hoa Kỳ. Mà cái hội nghị của Thượng đỉnh vì Dân chủ đó, nó có trên 100 quốc gia đó, đó là sự đồng minh, cái sự hậu thuẫn cũng rất là cần thiết. Bây giờ mình quay về cái nội tình của nước Mỹ. Trên trường quốc tế thì nghe có một cái chiến lược nó rõ ràng, nhưng mà cái nội tình đó mới là quan trọng. Bởi vì cái nội tình mà không mạnh á, thì nó cũng như nó bị rỗng bên trong, rất là nguy hiểm, giống như cái cây mà bị mục vậy đó. Bây giờ cái nội tình của nước Mỹ chúng ta muốn nói tới là giữa Đảng Cộng Hòa ở trong cái thế trận này nó ra sao. Trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy là Đảng Cộng Hòa có cái sự chia rẽ, và Đảng Cộng Hòa chúng tôi xin đơn cử và một vài cái vấn đề, ví dụ như là thống đốc của Arkansas trong hôm ngày hôm qua đó, trong một cái hội nghị mà Tổng thống Joe Biden hội nghị coi như là hội nghị các thống đốc để tìm ra cái phương thức chống lại vaccine và con Omicron này, làm sao để cho nó đạt cái hiệu quả, thì ông Hutchinson, ông này là thống đốc của tiểu bang, mà ông này là hiện tại là chủ tịch của trong cái khối các tiểu bang liên kết với nhau, thì ông phát biểu như thế này, thì để chúng ta thấy là lần đầu tiên, không biết phải lần đầu tiên không, nhưng mà một cái những người mà có chân hay là những cái chức vụ ở trong Đảng Cộng Hòa mà tuyên bố là tôi muốn cảm ơn tất cả các đội ngũ của tòa Bạch Ốc vì đã nỗ lực tích cực cho các thống đốc để mà có thể chuẩn bị một những cái phương thức giúp đỡ để mà có đấu đầu lại với con virus đang xảy ra, đó là COVID-19. Thì cái điều đó cho thấy là đã có sự thay đổi ngay trong giới chức của những người mà cao cấp. Cái điều thứ hai nữa mà trong các chương trình trước chúng tôi có nhắc tới yêu phe bảo thủ, tức là cực đoan như Alex Jones. Ông này luôn luôn đưa ra thuyết âm mưu, thuyết gian dối và luôn luôn xuyên tạc bôi nhọ ông Biden, và nói là đây là cuộc bầu cử mà đã bị Biden đánh cắp. Thì ngày trong liên tục trong các cái chương trình của phe bảo thủ trên InfoWar đó, thì họ có lên tiếng, họ đả kích Donald Trump. Thì họ nói là tên tuổi của ông Trump sẽ đi vào lịch sử như là một hiện thân của một kẻ quỷ quyệt nhất. Chúng ta thấy là trước đây đó, thì đề cao như là một thánh sống, bây giờ nó đây là một cái người quỷ quyệt nhất. Thì chúng ta thấy nó bắt đầu đã có sự suy thoái ngay trong, và cái hình ảnh của ông Trump đó bắt đầu cũng đã lu mờ. Đó là mình chưa nói là các cái vụ mà truy tố, các cái vụ mà tìm hiểu, lấy lời khai của những người mà trong cái đội ngũ của ông Trump có liên quan tới ngày 6 tháng 1. Nhưng mà những cái hình thức ở bên ngoài đó mình thấy rõ ràng là cái hình ảnh của ông Trump đang bị lu mờ. Thì không biết là luật sư nhận định như thế nào về vấn đề này? Khi mà Hoàng Bách mà đưa ra cái sự lên tiếng của Hutchinson chẳng hạn, mình biết là yes, dân chủ và cộng hòa, bảo thủ và cấp tiến luôn luôn họ đối đầu với nhau. Nhưng mà có một cái cuộc đối đầu mà nó không có thay đổi, dân chủ và cộng hòa cứ thay đổi vân vân. Nhưng mà cái sự không thay đổi đó là cái đối đầu giữa sự thực và dối trá. Khi mà chúng ta nói sự thực đó, thì cho dù mình nhìn từ cái góc
cạnh nào đi nữa, sự thực cũng chỉ có một sự thực thôi, nó là sự thực. Còn khi mà mình nói là dối trá đó, thì nhìn cái góc này có cái dối trá kiểu này, mà góc khác có cái dối trá kiểu khác. Dối trá thì nó nhiều mặt. Thì mình thành ra bây giờ mình không cần biết là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, nếu mà chúng ta phân tích mọi sự mà dựa trên sự thực đó, thì cho dù mình mặc màu áo Cộng Hòa hay Dân Chủ, mình cũng sẽ nói phân tích dựa trên sự thực. Còn khi nãy đó, khi Hoàng Bách mà nói về Alex Jones, nó là hôm nay nói thế này, ngày mai nói như thế nọ đó, là tại vì cái nhóm Alex Jones này, rồi Mike Flynn, Roger Stone, tất cả những cái gì mà họ muốn ảnh hưởng vào thiên hạ, cái nền tảng ảnh hưởng của họ là dối trá. Khi mà Hoàng Bách khều nhẹ qua bên cộng đồng Việt Nam, mình cũng thấy nó giống y hệt như vậy. Tức là những cái nhóm mà mình nói lên sự thực đó, thì tại vì như tôi nói, sự thực chỉ có một sự thực mà thôi, không có cái sự thực thứ hai. Mà nếu mà mình phân tích trên sự thực đó, thì những nhóm khác nhau mà nói trên sự thực đó, mình sẽ nói cùng, mình sẽ góp giọng cùng một phía. Còn những cái đứa mà nó nói chuyện mà nó dựa trên dối trá đó, thì cái thằng nói dối trá cái kiểu số 1, nó sẽ chửi cái thằng nói dối trá theo cái kiểu số 2. Và ba cái thằng dối trá, tụi nó sẽ chửi nhau. Cái đó nó rõ như vậy đó. Thì bây giờ mình quay trở lại cái trong cái địa bàn lớn hơn. Những chính khách mà cho dù có một cái dạo nào mà họ ca tụng Donald Trump như là thánh sống đó, tới chừng họ mới nói là cái con đường dài chính trị hình như có một cái lúc nào đó mình phải nhìn về cái sự thực. Thành ra mình mới thấy cái sự mà chuyển đi trong đó, như là ông Hutchinson hồi nãy Hoàng Bách mới vừa nói, rồi mình nghe những cái tay ngon lành như giống như là ông Larry Hogan của Maryland, hay là ngay cả những cái chính khách ở bên tiểu bang Kentucky đó, sau một cái tornado, sau những cái chuyện mà gọi là thiên tai xảy ra đó, là cái cách mà ông Tổng thống Biden ông xuống ông cứu trợ liền, khiến cho những cái người mà chính khách ở bên Kentucky đó họ cũng lên tiếng, họ cũng nói rằng là yeah, cảm ơn Tổng thống Joe Biden, là tại vì ông đã đáp ứng quá nhanh chóng và quá kịp thời. Hỏi rằng là Joe Biden có cần cái lời khen tặng đó hay không? Yes, được khen ai cũng sướng hết. Nhưng mà có cần thiết đến mức độ mà nhận cái credit hay không? Con người như Joe Biden không cần cái chuyện đó. Mình nhìn cái cách của ông mình nói. Thì đó là những cái, để mà giải thích cho mình thì hiểu với nhau, mà để trả lời cái câu Hoàng Bách nói rằng là tại sao có những cái sự thay đổi như thế. Tại vì cái sự thay đổi đó, mình biết cái đường dài nó vẫn là sự thực mà thôi. Tôi vẫn nói đi nói lại trên các cái diễn đàn khác nhau. Tôi nói luôn luôn, có những người cứ nói là mình cứ nói láo đi, mình nói láo hoài thì người ta sẽ tin. Nhưng mà mình quên một cái chuyện là nó có một cái trường phái khác, nói rằng là mình có thể gạt một người hay là vài người một thời gian nào đó, mình có thể gạt một số nhiều người trong một thời gian rất ngắn, không thể nào mình lừa gạt nhiều người hay là mọi người trong một cái thời gian dài được hết á. Cho nên nó hai cái nếp suy nghĩ, một là cái nếp suy nghĩ của Abraham Lincoln, hai là cái nếp suy nghĩ của Lenin và Stalin. Bây giờ mình nhìn lại cái thế đứng trong lịch sử. Khi người ta nói tới Abraham Lincoln là người ta nói tới những cái giá trị chân thực, người ta nói tới một cái con người mà cả thế giới kính nể. Còn khi người ta nói tới Lenin và Stalin thì người ta nói là yes, một thời những cái tay mà dối trá đó nó có quyền, nhưng mà cái chỗ đứng của nó trong lịch sử mình biết là cái chỗ đứng như thế nào rồi. Cho nên nó rõ lắm Hoàng Bách. Vậy thì cái mà hỏi rằng là Alex Jones, thực sự thì Alex Jones không là một cái thứ rác rưởi mà không đáng cho ai nói tới hết đó. Cái tay này thì chỉ là bán giống như cái lũ ở Việt Nam mà bán thuốc cương dường với lại bán thuốc cái dưỡng già đó, mà phở thì mà thịt bò thì mua ở chợ xếp quê mà đặt tên tiệm phở là Kobe chẳng hạn. Mà mấy cái thứ kép Nhật, mấy cái thứ Kobe Rama, mấy cái thứ Alex Jones này đó, nó có xứng đáng nằm ở cái ghế của những cái người mà
góp ý, nói góp tiếng để nói lên sự thực hay không? Không có. Cái lũ đó nó vĩnh viễn là cái lũ rác rưởi. Mỹ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, Mễ cũng vậy, Mễ tất cả cộng đồng nào cũng có một cái lũ như là Alex Jones, cũng giống như là Rush Limbaugh, lũ nào cũng có hết trơn đó. Việt Nam mình cũng có, Mễ cũng có, Phi cũng có. Yeah. Cái lũ đó là ông trời ông sinh ra có những cái gì mà nó tốt đẹp đó, thì cũng có những cái rác rưởi, và rác rưởi nó sẽ nằm ở cái vị trí của rác rưởi. Chúng ta không có worry cái chuyện đó. Vậy thì cái mà chúng ta ghi nhận đó là bị như thế này nè. Yes, rác rưởi nó cũng có một thời nó tuyên dương của nó. Donald Trump cũng có một thời tuyên dương cái rác rưởi của mình. Nhưng mà nếu mà quý khán thính giả Hoàng Bách để ý, gần đây chúng ta thấy rằng là hình như sau khi mà bốc mùi hôi thối trong 4 năm rồi đó, thì cái mùi thối của Donald Trump bây giờ đó, nó bắt đầu người ta cũng né đi rồi. Thối thì vẫn còn thối, nhưng mà người ta bắt đầu người ta lắng xa dần. Cái ảnh hưởng của Donald Trump bây giờ trong cái nhóm cuồng Trump đó, nó đã bắt đầu nó phai nhạt rồi. Trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, có nhiều cái câu nói mà chúng ta không ngờ là ông cựu tổng thống Donald Trump đã nói. Ví dụ như ông nói là vaccine là một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại mà một số người không chích. Thì trước đây ông đều phủ nhận cái chuyện này, mà bây giờ thì ông nêu lên cái điểm này để cho thấy là nó đã có cái sự đổi hướng, bởi vì ngay trong nội tình nó có sự mâu thuẫn. Và những tôi thích cái đó đó. Chính cái đổi hướng đó nó cho thấy rằng là từ miệng của Donald Trump không có nói ra sự thực. Là tại vì nếu mình nói sự thực đó, không cần phải đổi hướng. Còn lần này vì nói những cái điều dối trá cho nên cái sự đổi hướng đó nó còn tiếp tục dài dài nữa. Tiếp tục đi Hoàng Bách. Dạ vâng, chúng tôi cũng nói cái sự đổi hướng thêm nữa là ông Mitch McConnell lần trước thì cũng nói với luật sư đó, là trước đây đó ông không đồng ý hay ông chống lại cái ủy ban điều tra của Hạ viện ngày 6 tháng 1, đặc biệt vào ngày 6 tháng 1. Mà bây giờ ông phải nhìn nhận rằng là những cái sự kiện mà nó rất là khủng khiếp mà ủy ban này cung cấp rất là đặc biệt. Và dân chúng Mỹ cần phải biết điều này. Đó, đó là cái sự mà ông nhìn nhận sự thật, vẫn là sự thật là chỗ đó. Cho nên họ điều tra đây là gì? Ủy ban này điều tra để mà họ chuẩn bị, họ làm luật để ngăn cản như thế nào trong tương lai không tái diễn, mà khi một người lợi dụng cái chức vụ của mình để kêu gọi biểu tình vào đó để mà phá hoại cái nền dân chủ của Mỹ, đó là cái nhiệm vụ của họ. Còn khi họ 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 phúc trình họ đầy đủ rồi, có hồ sơ, có dữ kiện rồi, thì họ gửi cái hồ sơ đó cho ông Bộ trưởng Tư pháp, và lúc đó ông có điều tra hoặc lúc đó ông truy tố về hình sự như thế nào đó là chuyện khác. Nhưng mà rõ ràng là những người chống đối thì càng ngày họ thấy là cái ủy ban này điều tra có giá trị, có phẩm chất và đưa ra những sự kiện mà không ai ngờ trước được. Ví dụ như tiền bạc cung cấp cho những người đi biểu tình như thế nào, các account như thế nào, mình sẽ nói sơ thôi. Nhưng mà để cho thấy là bây giờ mình còn chỉ 8 bước còn lại, thì dưới cái nhìn của luật sư, cái hình ảnh của ông Donald Trump đối với phe bảo thủ và cực hữu đó bây giờ một phần là đã lu mờ, và họ là đề cao, họ đánh bóng lại ông Ron DeSantis là cái nhân vật có thể cao hơn ông Trump để mà ra ứng cử vào năm 2024. Cái điều đây là mình nói là một phe bảo thủ cực đoan đã từng cho rằng là ông Trump như là một thánh thiện, thì bây giờ họ nói là cái nhân vật này nó là tệ hại. Thì luật sư qua các cái diễn biến nó sẽ xảy ra. Như cái nhìn của luật sư, khi mà ổn định chính trị thì nó sẽ ổn định kinh tế và nó ổn định xã hội. Thì bây giờ năm 2022 qua các cái sự kiện điều tra cũng như tìm hiểu của phe Cộng hòa đó, thứ nhất là những cái xuyên tạc bôi nhọ đó là nó phát xuất từ một số đảng viên đảng Cộng hòa mà phò Trump. Thì qua năm 2022 các cái sự kiện này nó khép lại được không? Để trả lời là các sự kiện có khép lại được hay không, mình sẽ nói cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ, hồi nãy mà mình cứ nói là sự thực và dối trá đó, thì Hoàng Bách có nói là đó, ngay cả Donald Trump bây giờ cũng đổi giọng nói là vaccine là tốt vân vân. Nhưng mà cái khổ là khi mà Donald Trump nói lên một cái điều đúng
thì bây giờ lại bị bu mà. Cho nên mà tại sao lại có cái sự thay đổi đó? Giống như chúng ta đây, tôi sẽ nói là sự thực và dối trá nè. Cái người mà nhìn sự thực thì nói rằng là yes, mỗi một ngày mặt trời sẽ mọc và mặt trời sẽ lặn theo cái quy luật trời đất. Cái đó là sự thực. Đây là dối trá nè. Hễ con gà mà nó gái thì mặt trời mọc. Cái con gà nó gái là mặt trời mọc. Thì bây giờ nó mới sợ. Thành ra cái câu mà con gà gái mà là mặt trời mọc, nó thật sự nó là một sự dối trá. Không phải là nhờ con gà gái mà mặt trời mới mọc. Thế cho nên bây giờ nó là con gà gái mặt trời mới mọc. Tôi bị tôi nuôi một con gà trống này, nó hễ nó gái là mặt trời mọc. Bây giờ tôi thiến mẹ nó con gà rồi. Con gà nó nhiều khi nó không gái nữa mà mặt trời vẫn mọc thì sao đây? Thế là phải đổi giọng thôi. Cho nên tôi mới nói rằng là yeah, đó. Tôi sở dĩ mà tôi đưa một cái thí dụ rõ nét như vậy đó để cho thấy rằng là mặt trời mọc, cho dù con gà đó là con gà trống hay là con gà thiến gì đó, mặt trời vẫn mọc mà thôi. Rồi mình chia sẻ với nhau cái đó vậy thì để mà trả lời cho, để mà gọi là góp ý vào cái câu hỏi của Hoàng Bách đó, là bây giờ Ron DeSantis sẽ lại là một cái ngôi sao mới của bên phía bên Cộng Hòa. Vậy thì cái chính trị của chúng ta có ổn định hay không đó? Chúng ta nên nhớ rằng bất kỳ một quốc gia nào khi đã nói về chính trị đó, luôn luôn thể có một cái làn sóng đi theo hướng này thì sẽ có sóng ngầm nó đi theo hướng ngược lại. Cái sự khác biệt, cái sự chia rẽ đó, nó vẫn luôn luôn là nó vẫn luôn luôn nó là cái một cái sự thực, nó là như vậy. Vậy thì ổn định hay không ổn định đó, nó do cái dân trí và nó do cái leadership. Nếu ngay bây giờ chúng ta biết và bước vào năm 2022 đó, thì cái khủng khiếp nhất của nước Mỹ, như là Bill Gates ông lên tiếng đó, ông nói cái khủng khiếp nhất của nước Mỹ bên cạnh cái cơn đại dịch đó chính là cái những cái misinformation đó, những cái thông tin sai lạc. Mà những thông tin sai lạc nó càng lúc nó càng thổi dậy cái sự chống đối, cái sự bất ổn chính trị trong bất kỳ quốc gia nào. Vậy thì cái năm tới này, cái năm sắp tới này nè, năm 2022 này nè, là chúng ta có ổn định hay không, chúng ta có phát triển hay không, thì cái sự ổn định đó, dĩ nhiên ổn định là ổn định tương đối, là cái vấn đề là chúng ta làm thế nào mà những cái nhóm mà đưa ra những cái thông tin giả đó, nó phải trả giá trước pháp lý, và những cái mạng xã hội đó họ phải trách nhiệm nhiều hơn. Mạng xã hội chúng ta nên nhớ là năm 2021 khi mà nó vạch trần ra rồi đó, mình mới thấy là Facebook nó dùng những cái sự phân hóa đó để nó làm giàu. Và bây giờ mình liệu cái chính quyền đang nằm ở trong tay của Biden và của Merrick Garland có làm được cái vai trò ngon lành của mình hay không? Thứ nhất là những cái đứa mà như là Donald Trump hay là Roger Stone, những cái đứa mà tung những cái tin mà dỏm rồi cái ngày rồi tạo ra cái cuộc bạo loạn đó, lôi đầu tụi nó ra tòa cho tụi nó trả lời, mà nó không trả lời thì nó sẽ vô tù. Nếu mà lôi nó ra tòa mà tụi nó trả lời được đó, thì dĩ nhiên cái hệ thống pháp lý của mình cũng lôi nó ra tòa trước cái đã. Cái chuyện nó có ở tù hay không tính sao. Cái điểm thứ hai là liệu cái bộ tư pháp của Merrick Garland này với lại của cái tòa Bạch Ốc của Biden này nè, có đủ cái bản lãnh để mà làm việc với những cái công ty và nói rằng là cái sự hợp tác để mà trấn áp những cái misinformation, cái mầm của cái sự chia rẽ đó, nó nằm ở những cái thông tin tầm bậy. Vậy thì nếu mà mình chữa, gọi là mình chữa bệnh mà, giống như thấy là bệnh ở ngoài da, là da có ghẻ, cứ bôi thuốc đỏ vô đó, không có work. Phải work là nếu mà giả sử bệnh là nó nằm từ ở trong gan, ở trong thận, ở trong mật, đó là mình chữa, là chữa từ trong gan, trong thận, trong mật. Vậy thì mình lắng nghe những cái lời, những cái dấu hiệu mà nó bung ra cho mình thấy, chẳng hạn một cái tay cỡ như Bill Gates mà nói rằng là cái nguy hiểm nhất của nước Mỹ vào năm tới sẽ là misinformation.
Cái nguy hiểm, nghe lời của những cái tay mà gọi là chuyên gia về luật pháp đó, cái nguy hiểm của nước Mỹ đó là cái sự dung túng cho những cái đứa như là Donald Trump, như là Alex Jones, như là Mike Flynn, như là Lynn Wood. Những cái sự dung túng đó ngay bây giờ Quốc hội Mỹ đang làm, trong khi Merrick Garland thì im lìm, và trong khi Biden thì là gọi như giống như là đi không có để ý tới. Nếu mà từ đây cho tới tháng 11 năm tới, đây là cái suy nghĩ của tôi nè, mà Merrick Garland và Joe Biden không làm cái nhiệm vụ về tư pháp của mình, cho dù là Joe Biden thành công về kinh tế, thành công về mọi mặt đi nữa đó, họ sẽ mất cái thế lãnh đạo, là tại vì dân Mỹ không có còn tin vào cái leadership của họ nữa. Và cái tay mà đầu tiên từ đây, bây giờ chúng ta đang ở đầu năm 22 rồi, tức là cuối năm 21, đầu năm 22 rồi, mà từ đây cho hai tháng đầu tiên mà không thấy một cái dấu hiệu gì mà Merrick Garland làm việc, thì đây là một cái tên nằm vùng rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm cho cái tư pháp của Mỹ, và nó nguy hiểm cho chính trị của Mỹ. Mà tôi biết chắc chắn ngay bây giờ là những luật gia nè, những cái người mà bên đảng Dân Chủ, những cái người chính trị gia nè, những người chính trị gia và luật gia của đảng Cộng Hòa nè, đã nói đầy lỗ tai của Biden rồi, mà Biden vẫn im lìm để cho Merrick Garland im lặng nữa đó. Thì nếu mà giả sử nước Mỹ mà có rơi vào một cái sự hỗn loạn trở lại đó, cái đó là cái buồn nhất. Là tôi buồn cho nước Mỹ. Hỏi tôi có buồn cho Biden, tôi có buồn cho đảng Dân Chủ hay không? No, là tại vì quyền lực dân đã giao cho Biden rồi, Biden không làm. Quyền lực đã giao cho Merrick Garland rồi, Merrick Garland không làm. Mà để mà mất quyền lực đi đó, tôi có thương tiếc gì cho họ không? No, tôi thương tiếc là tôi thương tiếc cho nước Mỹ, cho dân Mỹ, cho bản hiến pháp của Mỹ, cho nền Dân Chủ Mỹ, cho cái nền Cộng Hòa. Mà Benjamin Franklin đã nói rằng là chúng ta, we are a republic, một nền Cộng Hòa, if we can keep it, nếu chúng ta có thể giữ nó. Trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Nhưng mà luật sư, chúng tôi nghĩ là luật sư nó cũng linh thiêng lắm. Bởi vì lần trước, khi ông Merrick Garland tại sao không truy tố ông Steve Bannon, thì ngày hôm sau ông đưa đơn ông truy tố bà Steve Bannon, cho nên có thể là ngày hôm nay nói thì mai mốt thì ông sẽ truy tố McMahon đã chuyển cái hồ sơ từ hạ viện chuyển qua ông Merrick Garland rồi, nhưng mà chưa nghe truy tố ông McMahon, thì chúng ta chờ xem. Thành đó là sự ước nguyện, và chúng ta biết là cái thời cơ nó đến, nó đúng lúc thôi, nó phải đúng lúc. Chứ còn nếu không đúng lúc rồi cũng trở ngại. Chính vì yếu tố đó, chúng tôi hy vọng rằng cái chính quyền của Biden sẽ nhìn thấy cái vấn đề thời gian nó không chờ chúng ta, mà chúng ta phải đi trước. Bởi vì 2022 sắp tới rồi, còn đâu có 4 ngày nữa là bước qua. Cho nên cái bầu cử đó của nửa nhiệm kỳ nó cũng tới rồi, nó dồn dập tới, và nó nhiều cái yếu tố lắm. Chính trị nó dồn dập, cho nên phải chớp thời cơ để mà thực hiện những cái điều mình mong muốn để ổn định nước Mỹ. Đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và cảm ơn luật sư Nguyễn Hùng Duyên đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cũng xin nhờ quý vị ủng hộ bằng cách là subscribe, like và share chương trình trên các cái cơ quan xã hội như là Facebook hoặc là quý vị có. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Happy New Year. Happy New Year. Chào luật sư. Dạ. Yeah.